năm một lần thôi hả? Ừ. Con này một năm một lần thôi chứ. Ừ. Nó lên đúng tuổi nó sẽ mua cá. Dạng giống như vậy. Này cây gốc mới dài cỡ nào, năm sau mới cây con kia có mới dài hơn cái này nữa. Cái này hả? Ừ. Yeah. Năm sau nó dài hơn cái gốc dài này nữa. Mà sao nó lại cái chín của nó đây này. Cái chín của nó đây này rồi nó đẻ ra mấy cái cây này này. Ra mấy cây này dài bằng này. Còn sau này mấy cái cây này nó dài hơn cây này nữa. Yeah. Ừ. Này cái này nó ra kỳ này, về nhà có cái chậu nào cắt bên trong thì. Đó. Cắt vườn trong. Nó ra như này là mình cắt bên trong nữa hả? Cắt bên trong rồi. Này. Đây mọi người. À cứ nó ra như vậy là mình cắt bên trong được. Ừ. Cứ ra vườn mình cắt bên trong. Nhưng cây nào mà nó chưa, nhưng cái chỗ nào mình chưa ra hoa á là sau này nó ra kia hết à? Ra cái là mình cắt mình trồng trực tiếp luôn hay phải ngâm? Không, cứ cánh rồi mình trồng tiếp luôn. Trồng trực tiếp luôn. Ừ. Nếu cứ ghép vô vầy như này, giống như cậu ghép này này. Ví dụ có chậu hoặc là có gỗ nào đẹp đẹp á, mình ghép vô vậy thôi. Là mình tưới nước tưới đồ lên thôi. Cứ lâu lâu ví dụ như muốn ra rễ ra kỳ thì nhanh thì mua B1 á, rồi không mến còn xịt ra mua ra nhỉ, để thế nên là mua không mến á, ra bà giang này bán thiếu cha gì thuốc á. À thuốc. Ừ. Bơm cái không mến, không mến là nó ra rễ, còn B1 dặn thuốc bổ á. Ra cái bà này nè, cái bà giang này, nếu mua bơm nó lên. Chuồng lấy phân cục rồi.
này bữa nào đào cái một ít thôi, để lại đường ranh phía hai bên này này. Đào một ít thôi. Đào ở giữa thôi. Đào dài luôn. Đào dài thôi, nhưng mà để lại xung quanh, để lại đường ranh xung quanh này đi. Đi mình lấy cái đào cái gì mình gác lên. À, giờ mới phát hiện cây này. Cây này là cây gì? Bữa cái kia này là đẹp hơn, ra hoa nhiều hơn. À, cây này nè. Cái đó Mỹ Dung. Mỹ Dung hả? Đó, đẹp. Hơn tháng trời, chưa có gì. Hơn tháng trời, chưa có gì. Cái này chết khô rồi nè. À, để lấy làm về trồng. Lấy về cái bột của nó để về trồng đúng không? Không, mình lấy nhiều cái này này về mình trồng xong rồi sau này mình lấy cái bột này luôn này. Thì đó bữa cậu lấy có hai cục nhỏ, có mấy cái này bữa lấy về trồng để có cái bột này, cái này này nó ra hoa này. À, cái cây đó hả? Đẹp ấy chứ? Đẹp lắm. Đẹp lắm. Cái này nó ra hoa trong dịp Noel á. Dịp Noel nó mới ra hả? Ừ. Có hay hả? Ừ. Với cái này ra đúng trong Noel này. Bữa mới chậu, bữa mới nào ta chắc mới chậu. Khi nữa con về lấy chậu. Mà sợ người ta trộm không? Để nhà... Chưa có chỗ để rào à. Để xem. Cái này nè. Lan là người ta dễ, người ta thích hơn. Đôi lúc cái này người ta lấy cũng cần. Cái này ví dụ người ta không ấy, người ta chỉ cần bóc cái là được. Đó. Sợ cái này nè, người ta lấy tiếc chưa. Cái này nó về nó bán cửa cái này. Ở nhà có cây rồi. Hạt dễ như hạt dễ hạt. Dễ hạt á. Cái cây dễ hạt trắng á. Mà đâu có chút xíu mà phải để ít ở giữa góc phút. Ai mà nhận ra cây đó mắc à? Con lấy đâu? Con đứa Subin cho. Vậy hả? Dạ. Subin cho. Cái này nó đau như mắc mầm. Một mầm sau này là nó ra hoa. Sau nó ra hoa đẹp. Nhiều mầm. Con sắp về con mất rồi. Để trong nhà nữa. Trong nhà mất cái con cây thì ở đó ít trộm, người ta nhìn nhà người ta lấy thôi. Rồi cái này nó về nó mấy đứa nó chơi game nó bán mấy trăm ngàn là mấy liền. Mấy đứa nhỏ vì đẩy Thảo đang ra. Đó, sau này cái này đang ra cái gì? Sau này anh làm giống. Em giống thiệt, bữa nào nó giống là... Đó, cây nào? Cây này, đang ra này, đang ra kỳ nè. Đẩy Thảo á. Đây hả? Bắt đầu nó ra là gì? Đó, đang ra ba kỳ. Tươi thì đẹp lắm này. Đèn héo rồi. Cái cây này gọi là cây gì đó? Cái này. Đây hả? Cái cây này hả? Cái này. Dạng hương. Dạ hương hả? Dạng hương. Dạng hương. Ừ, dạng hương. Tưởng là dạ hương chứ. Dạng hương. Ở nhà có cây này. Ừ. Bữa cho trên cây á. À thế hả? Bữa cả cái kia kìa. Cá lông nhạc cho trên cây. Nhìn gì thấy mong về nhà lấy từ đâu ra đấy. Không lẽ có cái chậu sẵn rồi.